Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là cấu hình một cái dự án Spring Boot có sử dụng cái thằng Hibernate và thằng ZBrain nó như thế nào. Mình cũng muốn nói với các bạn luôn ha. Thì ở trong cái thằng Spring trong cái thằng Spring của chúng ta, cái thằng Hibernate nó là cái ZBrain mặc định được sử dụng khi các bạn làm việc. Các bạn có thể cấu hình thằng khác nhưng mà thằng Hibernate nó là mặc định. Do đó, thật ra thì chúng ta sẽ dùng cái từ là ZBA nhiều hơn là dùng cái từ là Hibernate. Nhưng ở bên dưới nó chính là cái thằng Hibernate. Các bạn nhớ nha, thằng trong cái thằng Spring Boot, Hibernate nó là cái ZBA mặc định. Cái thằng framework nó đã được tích hợp vào, nó được implement lại cái thằng ZBA và nó được sử dụng mặc định ở trong cái thằng Spring của chúng ta. Ok chưa? Đó thì cái hay ở trong cái thằng Spring đó là nó tạo ra những cái lớp, ví dụ là Entity Manager, thì cái thằng này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể gọi những cái phương thức như là persist để chúng ta lưu một cái object số, hoặc là chúng ta gọi phương thức while để chúng ta lấy một cái object lên, hoặc là chúng ta gọi những câu lệnh query để chúng ta truy vấn. Hoặc là các bạn muốn cập nhật một đối tượng thì các bạn sẽ gọi cái hàm merge, hoặc là xóa đối tượng thì chúng ta gọi cái hàm remove. Nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ rất là nhanh. Và chúng ta sẽ làm việc với nó một cách nhanh hơn rất là nhiều, thay vì ngày xưa là chúng ta sẽ phải tạo ra cái session, lấy session chúng ta save này nọ kia rất là nhiều thứ đúng không? Thì ở trong cái thằng Spring chúng ta sẽ không cần phải quan tâm tới cái đấy, chúng ta quan tâm tới một cái class đó là Entity Manager là xong. Từ trong đó là nó đã viết sẵn hết chúng ta mọi thứ rồi, ok chưa? Rồi, thế thì khi mà chúng ta làm việc với cái thằng ZBA hay Hibernate ở trong cái thằng Spring Boot á, thì các bạn sẽ có thể tạo ra những cái phụ thuộc, những cái phụ thuộc, và chúng ta sẽ team cho nó một cái lớp Entity Manager thông qua cái annotation a không a require, hoặc là các bạn sử dụng là persistence context, các bạn sử dụng cái nào cũng được, nhưng mà cái a không a require thì nó sẽ phổ biến hơn, và chúng ta sẽ team, tức là giống như chúng ta tạo ra một cái đối tượng Entity Manager để chúng ta dùng, để chúng ta team nó vào một cái biến nào đấy để mà chúng ta sử dụng. Thì các bạn sẽ inject cái phụ thuộc này vào bên trong những cái class gọi là những cái data set object, thì mình sẽ có cái phần đó, mình sẽ nói với các bạn sau ha, để chúng ta sử dụng nó. Rồi, ok. Thì để mà tạo ra được một cái dự án Spring Boot có sử dụng thằng Hibernate và ZBA, thì các bạn cần phải nhớ cho mình hai cái dependency mà chúng ta cần phải có. Cái thứ nhất đó là cái thằng driver liên quan tới cái cơ sở dữ liệu mà bạn đang dùng. Ví dụ như bạn sử dụng là MySQL thì các bạn sẽ cần phải có cái thằng là MySQL connector.j hoặc là gì đấy. Nếu các bạn sử dụng SQL Server thì các bạn phải chọn là SQL Server. Các bạn sử dụng Oracle, các bạn phải chọn là Oracle. Rồi. Chúng ta sẽ có một cái dependency là starter data GBA. Thì cái thằng này nó sẽ mặc định, nó sẽ sử dụng cái thằng Hibernate, nó sẽ tự động nó lôi hết tất cả những cái thư viện cần thiết của thằng Hibernate vào, và sau đó thì chúng ta chỉ cần sử dụng thôi. Tất nhiên sau đó thì các bạn sẽ phải cấu hình, và cấu hình thì cấu hình ở đâu? Chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ có một cái file, đó là file application đúng không? Cái này chúng ta học rất là kỹ ha, chúng ta học rất là kỹ luôn á, properties, để mà bây giờ chúng ta nói tới đâu thì chúng ta hiểu tới đấy. Thì đây là cái nơi mà chúng ta cấu hình cái dự án của chúng ta. Thì ít nhất các bạn sẽ phải cấu hình cho mình là gì? Cấu hình cho mình là cái URL để kết nối đến cái database nè, rồi cái username nè, cái mật khẩu nè. Thì đây đây là cái cấu trúc mà các bạn sẽ cần phải cấu hình ở trong cái file application.properties của chúng ta, được chưa? Và thông qua cấu hình này thì tự động cái chương trình Spring Boot nó sẽ connect tới cái database của chúng ta thông qua cái username đó, thông qua cái mật khẩu đó, thông qua cái đường dẫn đó. Rồi. Sau đó chúng ta có thể làm việc với nó này chưa, thông qua cái thằng entity hay là thông qua cái thằng data source, tất cả những cái đó Spring Boot nó tạo tự động luôn, các bạn không cần phải tạo là session factory rồi kết nối làm sao gì hết. Nếu mà các bạn học cái khóa học Hibernate rồi á thì các bạn thấy rằng chúng ta cấu hình nó rất là vất vả cho cái giai đoạn đầu, còn ở trong cái thằng Spring Boot các bạn chỉ cần ba dòng như vậy thôi là xong hết việc, mọi thứ là có sẵn để chúng ta bắt đầu chúng ta sử dụng. Các bạn hiểu kịp không ạ? Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái dự án mới cùng với các bạn nhé. Ở đây nè, thì để mà có được một cái dự án mới mà có cái thằng Spring Boot đó các bạn, thì các bạn sẽ giúp mình vào cái thằng là star.spring.io, star.spring.io, các bạn thấy kịp không? Đây, ok chưa?
Rồi, bây giờ mình sẽ chọn thằng này là Maven nhé, Maven. Mình sẽ chọn version là mới nhất mà không có chữ snapshot. Ở đây là Java rồi. Ở đây thì mình sẽ đánh là vn.tiv.spring. Ở đây là demo hay gì đó, cái tên thì nó không quan trọng các bạn ha. Các bạn thích đọc tên gì đặt. À, rồi ở đây mình chọn là bài 17 ha. Rồi. Ở đây thì mình sẽ có dependency, một vài cái dependency mà quan trọng mà chúng ta sẽ cần có nè. À, ví dụ như trong cái bài này mình không cần sử dụng web, mình không muốn tạo ra ứng dụng web thì mình bỏ qua. À, nhưng mà mình muốn có một cái ứng dụng có thằng Hibernate thì mình sẽ gõ vào đây cái thằng là, các bạn có thể search cái từ Hibernate. Đó, thì nó sẽ ra là Spring Data GBA ở đây. Các bạn hiểu kịp không ạ? Đó. Rồi các bạn cần phải có một cái để cái driver để chúng ta kết nối đến cơ sở dữ liệu, thì các bạn sẽ chọn là, ví dụ mình chọn là MySQL, thì các bạn thấy ở đây là nó có MySQL driver, chúng ta click chuột ở đây. Đó, như vậy là xong. À, các bạn cũng có thể có thêm cái dev tools để các bạn cấu hình cho nó nhanh. Ở đây mình không muốn làm web. À, cái phần web mà tương tác á, thì mình sẽ nói với các bạn ở trong những cái bài sau, thấy chưa? À, ví dụ như trong cái phần này mình muốn có những cái thằng này đơn giản như vậy thôi. À, không cần làm website gì hết. Rồi mình sẽ chọn một cái generate ở đây. Mình chọn save. Mình save cái dự án này về. Đây là bài tập số 16. Các bạn nhớ lên xem lại những cái bài tập ha. Những cái bài thực hành. Mình tẻ nhỏ ra để cho các bạn dễ theo dõi. Rồi, sau khi mình tải về xong á, thì mình và các bạn sẽ giải nén cái thằng này ra nè. Chúng ta sẽ giải nén nó ra. Thì các bạn sẽ có một cái thư mục demo ở đây, các bạn hiểu kịp chưa? Và bây giờ thì các bạn sẽ thấy ở trong bây giờ là nó sẽ không có có cái phần web nha. Chúng ta sẽ làm một cái ứng dụng đơn giản thôi trên cái cửa sổ console thôi. Chúng ta sẽ run thằng này lên. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy không? Đó. Thì khi mà các bạn có đầy đủ những cái thư viện rồi á, thì cái công việc của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải cấu hình. Các bạn sẽ nhìn thấy đây nè. Nếu như mà các bạn ở trong cái hàm này nè, các bạn nhìn thấy ở trong cái phần demo này ha, mình sẽ test thử các ví dụ là mình có một cái phương thức là ở trong cái hàm này luôn đi chẳng hạn. Mình có một cái phương thức để mình, ví dụ mình cố tình lấy ra mình xem qua cái thằng entity manager nó có chưa, thì mình chỉ cần gõ là entity manager, các bạn sẽ nhìn thấy ra nó sẽ có đây rất là nhiều, đúng không ạ? À, đây đó. Nó sẽ nằm ở trong cái gói là Jakarta Persistent đó. Các bạn có thể đánh e ở đây bằng gì đó. À, đó, mình ví dụ như vậy thôi, thì coi như là nếu mà entity manager nó có là chúng ta đã cấu hình cái thằng là GB Hibernate nó thành công rồi đấy ha. Ok rồi. Câu chuyện tiếp theo là chúng ta phải cấu hình để cho cái ứng dụng của chúng ta nó có thể kết nối được tới cái cơ sở dữ liệu. Các bạn nhìn đây ha, nó có thể kết nối được với cơ sở dữ liệu. Thì trước hết á, các bạn sẽ cấu hình cho mình là cái URL trước, mình sẽ gõ từng cái cho các bạn ha. Ở đây thì tùy theo cái database và cái port của các bạn là bao nhiêu, thì các bạn phải cấu hình cho nó một cách chính xác các bạn nha. À, một cách là cho nó chuẩn. Thì đây mình sẽ gõ cho các bạn xem ha. Trước hết là mình sẽ có string là cái ứng dụng của mình nè. Mình sẽ có phần là data suite nè. Đó, rồi chấm URL. URL thì mình sẽ bằng cái gì? Rồi mình viết sát liền các bạn nha, không có khoảng trắng ra nha. Thì ở đây ví dụ mình đang sử dụng cái thằng CDBC MySQL. Một MySQL rồi a chấm sẹt sẹt ha, localhost rồi cái port là 3306. Hồi nãy chúng ta tạo cái cơ sở dữ liệu nó tên là gì các bạn? Hồi nãy chúng ta tạo cơ sở dữ liệu là tên gì? À, quản lý sinh sinh viên đúng không? Đó, cái tên cơ sở dữ liệu của bạn là gì thì các bạn sẽ đánh đúng cái tên cơ sở dữ liệu của bạn vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cấu hình tiếp nè, spring chấm data suite chấm username thì nó sẽ bằng gì? Ví dụ như là hồi nãy chúng ta có một cái username chúng ta vừa tạo ra đó là spring đúng không? Và tương tự như vậy mình có thể là có cái thằng ở đây là cái thằng password. Được chưa? À,
Ở đây thì mình sẽ là đặt xuống nha. Đó, các bạn hiểu kịp chưa? Đó. Thì chúng ta cho cần cấu hình như thế này thôi là thành công. Thì khi mà các bạn run cái dự án này lên, các bạn run dự án mà nó không báo lỗi gì, có nghĩa là nó đã kết nối được với cơ sở dữ liệu của chúng ta, ok rồi. Còn nếu như nó báo lỗi thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại. Ví dụ bây giờ mình sẽ run cái thằng này lên cho các bạn ha. Đây, mình sẽ run cái dự án lên nè. Run demo. Thì các bạn sẽ nhìn ở trong cái phần cái cửa sổ console nó đang ghi log chúng ta. Đấy, nhìn đây nhé. Thấy không? Đây, nó bắt đầu nó khởi động thằng này lên. Rồi sau đó nó sẽ bắt đầu nó kết nối vân vân. Đấy, nó làm những cái thao tác kết nối và nó báo là ok. À, đó. À, không bị lỗi gì, đúng không? Bây giờ mình sẽ thử. Mình cố tình mình sai cái đường dẫn đi, hay là mình sai cái thằng database đi, là quản lý sinh viên 1. Mình run thử nha. Mình để nó là quản lý sinh viên 1. Thì bây giờ mình sẽ run lại cái dự án này. Các bạn click ở đây cũng được nè, khỏi phải chuột ha, click đây cũng được. Run đây cũng được. Nè. Rồi. Xem coi nó chạy lại nó có báo lỗi gì không nhé. Đây. Đó, báo lỗi đúng không? Đây nè, lỗi quá trời luôn nè. Anh nhìn thấy không? Unknown database, tức là không hiểu được cái cơ sở dữ liệu đó. Giả sử như giờ mình cấu hình cơ sở dữ liệu đúng, mà bây giờ mình cấu hình cái thằng này là string 123 thì coi như là nó sai username đúng không? Thì lúc đó các bạn run cái dự án của chúng ta lên thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó sẽ bị lỗi liền. Nói chung là dễ lắm các bạn. Các bạn học Spring Boot nó rất là dễ, nhưng nó dễ cho những các bạn mà hiểu rõ cái bản chất vấn đề. Dù bạn nào đã từng học Hibernate rồi, các bạn nhảy vào đây các bạn học nó quá là đơn giản luôn. Nó đơn giản hơn rất là nhiều. À, đây. Nó báo lỗi là không thể tạo được cái gì đó ha. Rồi đó. Thì bây giờ nếu mà các bạn sửa hết tất cả mọi những cái thằng này cho nó đúng thì chắc chắn rằng cái dự án của các bạn có thể run nó bình thường ha. Đây, các bạn có thể run được, nó sẽ không bị lỗi nữa, ok không nè. Rồi nha, ok chưa, rõ ràng chưa, không bị lỗi gì hết đúng không? Đó. Rồi, nhiệm vụ các bạn là các bạn sẽ phải tạo cho mình một cái dự án giống như thế này, giống như mình vừa làm, để tí nữa chúng ta sẽ học sâu vào những cái annotation, để chúng ta sẽ học các cách để chúng ta lưu dữ liệu xuống, lấy dữ liệu lên, vân vân, rất là nhiều thứ. Thì trước hết các bạn sẽ giúp mình chuẩn bị cho mình cái phần này nhé. Ok.